Xin chào mọi người. Xin chào các bác. Xin chào tất cả khách hàng yêu quý của em. Trời nắng quá, trời thời tiết rất là kiểu oi oăm nhá, trong người nó hơi ngây ngấy sốt. Thành ra rất nhạy cảm với thời tiết. Cây này là cây trà phấn hồng cung đình nhá các bác nhá. Trà phấn hồng cung đình, lô này em còn hơn 20 cây nữa, các bác nào lấy lốt cho em thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Đây gọi là cây trà phấn hồng cung đình. Trà phấn hồng cung đình nhá. Hoa của nó như này ạ. Cây nó rất là đẹp luôn. Chiều nay mình cho tiến hành trồng cây này. Đây là trà phấn hồng cung đình nhá. Chào một bác vào xem, chào Đỗ Quốc Hiệp, chào W82. Ủa ơi. Có khách đến nhà xem cây. Có khách đến mua cây ạ. Đây cây trà phấn hồng cung đình. Ngày hôm nay bị anh TikTok, anh ấy bóp tương tác 3 ngày hôm nay rồi. Rất là buồn anh ấy luôn. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh lấy mộc loại nào anh? Đây mình bỏ mộc hoa vàng, đây mộc hoa vàng. Vâng, đây mộc ta hoa vàng mà. Đây mộc ta hoa vàng mà. Không phải hoa trắng, hoa vàng khi mới lỏ thì nó màu vàng, đây là bọn này gần tàn rồi. Khi mới lở nó màu vàng, lông gà lông vịt con ấy, còn là khi nó tàn nó chuyển màu trắng. Đây này, đây là màu vàng mà nó màu trắng đâu. Vàng nhẹ nhàng. Còn vàng ửng lên thì nó lại là mộc tàu, nó không phải mộc ta. Anh mua hàng to hay hàng nhỏ này ạ? Có vẻ là có Zalo thủy thỏ đấy ạ. Vâng ạ. Nguyễn Kim Hoa 1 đã follow em. Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Kim Hoa đã follow em. Có bạch trà không bạn ơi? Em không có bạch trà, em chỉ còn trà phấn hồng cung đình với cả trà thâm bát diện thôi. Không phải màu trắng đâu anh, đấy là màu vàng. Mới lỏ nó màu vàng, khi hoa gần tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng. Anh cứ nhìn với các cái lụ của nó, đầu lụ của nó ấy anh. Cái này mình nhìn đầu lụ ấy anh. Đây này. Đầu lụ nó màu vàng cái này này. Đấy. Đầu lụ nó màu vàng này. Nó màu vàng nhẹ nhàng, còn màu vàng ửng lên thì nó là mộc tàu, nó không phải mộc ta. Người đã buồn rồi, biết. Buồn nhiều rồi, biết. Vàng như thế xem. Đây ạ. Chuẩn màu hôm ta hoa vàng mà anh. Ai bảo đây là mộc trắng anh? Anh nhìn này mà anh bảo mộc trắng. Khách ơi hỏi em có mộc trắng, em chẳng bao giờ em bán mộc trắng luôn. Đây là anh nhìn cái bông hoa nó màu vàng này. Mọi người nhìn đây là bảo đây là màu vàng hay màu trắng? Thằng này em bán lẻ 2 triệu rưỡi một cây ạ. Đây ạ. Đây màu vàng, rõ ràng màu vàng mà anh. Vàng là khi chưa lở đấy mà hơi. Đúng vàng. Rồi, đầu lụ nó sẽ màu vàng mà. Khi nó lở nó gần tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng. Đây là hoa này, nó hoa gần tàn rồi. Trà, em không có bạch trà mà em chỉ có phấn hồng cung đình thôi nha mọi người nhá. Hàng này em đang bán là 120k một cây. 120k một cây, em ship từ 10 cây ạ. Đây, cây như này nhá. Cây như này ạ. Cây cao cây em sẽ nhận tặng là cao cây 40 phân cho đến 50 phân nha mọi người nhá. Cao cây 40 phân cho đến 50 phân ạ. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá. Hàng này em ship từ 10 cây, giá là 120k một cây. Trà này gọi là trà phấn hồng cung đình nhá. 120k một cây, ship từ 10 cây ạ. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Ai quan tâm đến cây trà thì qua Zalo với em nhá.